Bạn gặp nhiều khó khăn để đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh trong nhà máy sản xuất dược phẩm. Bạn chưa tìm thấy tài liệu hoặc khóa học nào có hệ thống để giải thích cặn kẽ các thuật ngữ chuyên ngành. Bạn có muốn vừa nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành, lại vừa biết cách sử dụng thực tế trong môi trường làm việc? Nếu bạn thuộc một trong các tình huống trên, thì khóa học English 01 Professional English for Pharmaceutical Industry Module 1 Overview of Pharmaceutical Factory chính là giải pháp phù hợp dành cho bạn. Khóa học English 01 được xây dựng dựa trên tài liệu URALET, phần 4, tập hợp các quy tắc và quy định quản lý sản phẩm thuốc ở Liên minh châu Âu EU về hướng dẫn xây dựng hồ sơ tổng thể, Site Master File của nhà máy sản xuất dược phẩm. Hồ sơ tổng thể là một phần trong bộ tài liệu sẽ được cơ quan thanh tra EU BICS xem xét trong quá trình cấp chứng nhận GMP nhà máy. Tài liệu này được biên soạn bởi nhà sản xuất, bao gồm các thông tin về chính sách quản lý chất lượng, hoạt động quản lý chất lượng, các hoạt động sản xuất kiểm tra chất lượng dược phẩm được thực hiện tại cơ sở đó. Các học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết các quy định trong từng phần của hồ sơ tổng thể nhà máy, bao gồm thông tin chung về cơ sở sản xuất, quản lý chất lượng, nhân sự, nhà xưởng và trang thiết bị, hồ sơ tài liệu, sản xuất, kiểm tra chất lượng, phân phối, khiếu nại sản phẩm không đạt chất lượng và thu hồi, tự thanh tra. Bạn sẽ đạt được gì sau khi hoàn thành khóa học? Nắm vững thuật ngữ về hồ sơ tổng thể nhà máy, đạt giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, tăng cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội thực hành kỹ năng nói tiếng Anh chuyên ngành qua hoạt động định kỳ hàng tháng của Sang Pharma. Khóa học được hướng dẫn bởi hai giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực R&D. Thạc sĩ dược sĩ Võ Lê Ngọc Châu hiện là phó giám đốc sản xuất công ty Tifaco và là giám đốc Sang Pharma. Thạc sĩ dược sĩ Nguyễn Đình Quân hiện là quản lý dự án phòng nghiên cứu của một công ty dược phẩm đa quốc gia. Đây là khóa học được thiết kế dành cho nhân viên các phòng ban tại nhà máy với trình độ tiếng Anh từ sơ cấp đến trung cấp, sinh viên ngành dược hoặc bất kỳ ai muốn trau dồi tiếng Anh chuyên ngành công nghiệp dược. Khóa học được tổ chức với hình thức online qua Zoom. Bạn sẽ được học lại video khi bận hoặc vắng. Thời gian gồm 8 buổi, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2023 đến ngày 2 tháng 4 năm 2023. Để đăng ký, bạn cần hoàn thành form đăng ký qua đường link hoặc mã QR code trong các bài đăng trên fanpage hoặc website Sang Pharma. Các bạn quan tâm và muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng như các ưu đãi dành cho khóa học, hãy nhanh tay liên hệ ngay cho fanpage hoặc Zalo Sang Pharma để được tư vấn và hỗ trợ.